Hiện có khoảng 25% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là do các nữ doanh nhân làm chủ. Các doanh nghiệp này đang tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm. Đặc biệt, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có xu hướng sử dụng nhiều lao động nữ hơn so với các doanh nghiệp khác. Do vậy, vai trò của các nữ doanh nhân là vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp đáng kể vào sự phát triển vững mạnh của khu vực kinh tế tư nhân. Doanh nghiệp doanh nhân có vai trò rất quan trọng trong thời buổi phát triển kinh tế hội nhập của nước ta hiện nay. Trong đó doanh nhân nữ có vai được đánh giá là có yếu tố không thể thiếu được, và họ thực tế là một thực lực đang phải được tính đến trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước chúng ta. Doanh nhân nữ làm chủ thì có những cái ưu việt là họ chịu thương chịu khó, và theo tôi hiểu mà theo dõi trong thời gian qua thì doanh nhân nữ có năng lực chịu đựng và vượt khó cao hơn đối với lại doanh nhân nam. Họ sử dụng vốn hiệu quả hơn, đóng góp một cách bền vững hơn. Mặc dù đóng một vai trò hết sức quan trọng như vậy, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ vẫn chưa có được sự hỗ trợ cần thiết, hiệu quả để vượt qua những rào cản về quy mô cũng như đặc thù giới tính. Những cái khó khăn đặc thù do giới tính thì là có rất là nhiều, và phụ nữ không chỉ ở Việt Nam, phụ nữ ASEAN và nhiều nước khác cũng đang gặp phải. Đó là sự tiếp cận về tài chính, sự tiếp cận về các nguồn lực xã hội, nguồn lực tài chính, nguồn khóa đào tạo, thiếu thông tin cũng như là thiếu các cơ hội để tham gia các cái mạng lưới của khu vực cũng như là trong nước để chia sẻ kinh nghiệm. Và một trong những cái lý do để mà phụ nữ thiếu những cái nguồn lực như vậy thì cũng là cái khả năng và cái khó khăn trong vấn đề cân bằng giữa cuộc sống, kinh doanh. Tại hội thảo hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do nữ làm chủ và kiến nghị xây dựng luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức tại Hà Nội, các diễn giả quốc tế đã đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển bền vững hơn, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Một kinh nghiệm quan trọng đối với Việt Nam mà các nước khác đã gặt hái được thành công, đó là phụ nữ thành công cần tiên phong trong vấn đề phụ nữ hướng dẫn phụ nữ đầu tư vào chính phụ nữ. Để các nữ doanh nhân vững vàng chèo lái doanh nghiệp trong hội nhập, cần có những hoạt động hỗ trợ thiết thực hơn nữa dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong đó, việc lồng ghép bình đẳng giới và luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của phụ nữ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước là rất cần thiết hiện nay.